Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chân dung 4 giám đốc công an tỉnh vừa được bổ nhiệm. Bộ Công an vừa điều động bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh ở các địa phương Nghệ An, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2021, giám đốc công an tỉnh Nghệ An Phạm Thế Tùng. Ngày 22 tháng 4, Bộ Công an vừa công bố quyết định điều động bổ nhiệm đại tá Phạm Thế Tùng làm giám đốc công an tỉnh Nghệ An. Đại tá Phạm Thế Tùng, sinh năm 1972, quê quán huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ông tốt nghiệp thạc sĩ nghiệp vụ cảnh sát, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Tùng từng trải qua nhiều nhiệm vụ, vị trí công tác từ cấp cơ sở đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong lực lượng công an nhân dân. Từ năm 1994 đến năm 1997, ông là cán bộ PC15, công an tỉnh Hải Hưng. Sau khi Hải Hưng tách ra làm hai tỉnh, Hải Dương và Hưng Yên, ông là cán bộ PC15, công an tỉnh Hưng Yên. Từ năm 2002 đến năm 2006, ông là phó trưởng phòng PC15, công an tỉnh Hưng Yên. Từ năm 2006 đến năm 2012, ông Phạm Thế Tùng là trưởng phòng PC15, công an tỉnh Hưng Yên. Từ năm 2012 đến năm 2014, ông là trưởng công an huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2019, ông là phó giám đốc công an tỉnh Hưng Yên. Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 4 năm 2021, đại tá Phạm Thế Tùng giữ chức giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh. Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh, Bùi Duy Hưng. Chiều ngày 20 tháng 4, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định điều động bổ nhiệm đại tá Bùi Duy Hưng, sinh năm 1978, làm giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh. Đại tá Bùi Duy Hưng, quê huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông Hưng từng trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ công tác từ cấp cơ sở, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong lực lượng công an nhân dân. Đại tá Bùi Duy Hưng là cán bộ được đào tạo bài bản chuyên sâu về chính trị, pháp luật nghiệp vụ. Trước khi làm giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh, đại tá Bùi Duy Hưng giữ chức phó cục trưởng thư ký lãnh đạo Bộ Công an. Tân giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh được đánh giá có năng lực tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Đại tá Hưng đã đề xuất ban điều hành nhiều chủ trương biện pháp kế hoạch phạm vi toàn lực lượng về đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước, về trật tự an toàn xã hội phòng cháy chữa cháy. Đến thời điểm hiện tại, đại tá Bùi Duy Hưng là một trong hai giám đốc công an tỉnh trẻ nhất. Hồi tháng 10 năm 2019, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, sinh năm 1978, cũng được bổ nhiệm giữ chức giám đốc công an tỉnh Bắc Giang khi mới 41 tuổi. 3. Giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng Trần Minh Tiến, ngày 1 tháng 3, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định điều động bổ nhiệm đại tá Trần Minh Tiến, phó giám đốc công an tỉnh Hà Nam, đến nhận công tác và giữ chức giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Trần Minh Tiến, sinh năm 1967, quê huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng, ông từng kinh qua các chức vụ trưởng công an huyện Bình Lục, Hà Nam, trưởng phòng cảnh sát hình sự, phó giám đốc công an tỉnh Hà Nam. 4. Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk Lê Vinh Quy. Ngày 1 tháng 3, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định điều động đại tá Lê Vinh Quy, giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng, làm giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk. Đại tá Lê Vinh Quy, sinh năm 1967, quê quán huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Trước khi bổ nhiệm chức giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk, ông từng kinh qua các vị trí trưởng công an huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Nông, phó giám đốc công an tỉnh Đắk Nông, giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.